hẹn ngày mai, hẹn yêu mãi, hẹn chung lối đi. Sao nghe giọng này lại giống giọng Vinh Thu Ba? Trời ơi, Thu Ba. Một lần anh chẳng qua nữa, cứ thế xa, xa mãi nơi em. Để những mùa nhuộm màu thương nhớ, phố xa xôi đã vạn người qua. Còn lại anh, còn bao yêu thương. Là Lâm A Nhã. Là Lâm A Nhã. Thưa quý vị thân mến, Như hiện tại đang giữ cái vương miện của chương trình. Bảo Trâm làm thế nào đó phải giành lại vương miện để có quyền quyết định ở phần cuối. Bài hát được chọn ngày hôm nay là bài gì? Ngày hôm nay thì Bảo Trâm xin gửi tặng đến tất cả các khán giả của Lạ Lắm Mà Nha một ca khúc đã 10 năm nay rồi mà Bảo Trâm hát. Ca khúc có tên là Chỉ Còn Những Mùa Nhớ. Thì chúng ta đừng bận tâm tới những con người bên dưới. Mình chỉ cần thiết nhất là hát với cái nhân vật bên kia bức tường thật là hay vào. Dạ. Lúc đó khán giả sẽ yêu thương mình. Dạ vâng ạ. Còn cái việc mình đúng sai từ từ tính sau. Ok anh. Dạ. Bây giờ là clip của chương trình đã làm về nhân vật bí ẩn bên kia bức tường. Xin mời. Hả? Chú Trường Giang. Chú Trường Giang. Chẳng hề quán quân nhiều cuộc thi. Wow. Ngọc trai đen. Ngọc trai đen. Ngọc trai. Không lẽ ngọc trai lên hết rồi hả? Ủa? Trời đất ơi, sao khó thế ạ? Chàng Hề. Chàng Hề là cùng nghề với chú đúng không? Là tại sao có chàng ở đây? Live show Trường Giang tên là Chàng Hề Sứ Quảng. Có thể có mặt trong đó, diễn chung có biết đâu được, tôi không dám nói thêm nữa. Live show đóng của chú cách đây lâu chưa ạ? Nhiều live show lắm. Mỗi live show thì có một số nghệ sĩ tham gia. Nhưng mà quán quân nhiều cuộc thi, khó thi nha chị. Quán quân nhiều cuộc thi. Nhưng mà nó không nói là thi hát, mà lại còn ngọc trai đen nữa. Mà không lẽ là vừa diễn hề mà vừa làm ca sĩ? Ai biết được. Ngọc trai đen. Có mẹ, có chị, có. Có thể là nghệ sĩ tham gia chương trình của chú. Nhiều khi xiết múa lửa được luôn á chị. Quán trung nè. Ngọc trai đen. Ngọc trai đen như kiểu là một cái biệt danh mà khán giả đặt cho ấy. Đến đây là chú biết rồi đúng không? Chẳng lẽ không? Cái live show riêng á là Chàng Hề Sứ Quảng, có cái thì ở thành phố Hồ Chí Minh, có cái thì ở Đà Nẵng, có cái thì ở Quảng Nam, nói chung là cũng nhiều nơi. Và mỗi live show các bạn biết rồi, nó nhiều nghệ sĩ. Dạ. Ngọc trai tiếng Anh là gì ạ? Pearl. Black Pearl. Black Pearl. Đúng rồi. Từ Hán Việt là gì ạ? Châu. Trân châu. Là trà sữa, bán trà sữa. Trà sữa trân châu. Vậy là nãy em nói trân châu là đúng rồi. Nghĩa là có một hãng trà sữa. Hãng trà sữa. Cái gì vậy? Không học bệnh nãy nãy ra tới hãng luôn rồi. Chúng ta sẽ mời nhân vật bí ẩn cuối cùng ngày hôm nay. Đẹp lắm chị Trâm ơi. Xuất sắc. Xuất sắc luôn. Nữ nha. Sang trọng. Rồi em biết ai luôn rồi. Cháu biết luôn rồi. Ô hay. Tại sao lại cái mặt của người ta áp lực như vậy? Biết không? Không biết. Từ đầu tới giờ cháu toàn biết vậy không á, vậy không á. Cháu vậy không đó. Không, cháu trong lên này. Biết sao trong cái lúc người ta quay behind the scene là nói đùa đấy. Biết hết. Thôi cháu sẽ giữ lại cho mình để tí nữa cho xem là cái dự đoán của cháu có đúng không. Thôi đừng giữ lại, nói nhỏ đi nghe coi. Đừng giữ lại. Rồi xong, biết đó. Sao lại sai liên tục thế nhỉ? Xin hỏi ba vị cô nương còn lại. Hồng cô nương, Black cô nương, Blackpink. Em biết xin, gì không? Em xin giữ cho riêng em biết. Why? Tại em không biết. Thôi thì tôi hy vọng cô Bảo Trâm sau khi hát lượt 1 thì cô sẽ tìm ra được danh tính của người này. Dạ. Xin mời, âm nhạc. Rơi ướt vai, có những lần mình hẹn ngày mai, hẹn yêu mãi, hẹn chung lối đi. Có một lần anh chẳng còn nữa, cứ thế xa xa mãi nơi em. Hay quá.
để những mùa nhiệm màu thương nhớ phố xa xôi đã vắng. Quá hay luôn ạ. Còn lại em còn bao yêu thương nơi góc phố bóng anh xa mờ, và con tim anh dành nơi ai là bờ vai là màu tóc rối. Mùa thu sang hàng cánh sao xa lá rơi đây đã qua ngày xanh, ngược thời gian ngược về quá khứ có trái tim đã hoa. Xin hỏi, xin hỏi các, xin em hỏi biết các, rồi, em biết rồi. Xin hỏi các vị của đương ai biết giơ tay? À, xin trời hỏi là giờ đi em nhắc bài cho. Xe tới đón chưa ạ? Dạ. Mình có nên về không ạ? Từ đầu tới 9 giờ mình chưa đón được ai luôn ạ. Em nghe rất là quen nhưng mà em đang mất trí tạm thời. Xin hỏi trắng của đương. Em cũng nghe giọng rất là quen mà đặc biệt là cái màu khàn khàn này mà xốp rất là hay. Mà trong đầu em đang có một cái tên nhưng em chưa dám nói ra. Rồi, từ từ nói. Mới có một cái tên thôi mà lỡ mà không có chúng thì không còn cái tên nào khác. Cho nên em muốn là có thể là sẽ tìm hiểu thêm một xíu. Đây là một cô gái rất là xinh xắn, hát rất là hay, và Trường Giang cũng là một trong những người rất là mê giọng hát này. Dạ. Và đã từng nói với cô ấy rồi, cô ấy hát hay lắm. Dạ. Và trên xe Trường Giang hồi xưa là có đĩa của cô này luôn. Các bé cũng đoán được rồi đó. Mời nhân vật bí ẩn mở mình ạ. Đẹp quá trời đẹp luôn. Không lẫn đi đâu được. Trời, cái này mà không đoán đúng là kỳ lắm á. Kỳ lắm luôn á. Nếu như Trâm đoán đúng á thì việc nó cũng bình thường thôi. Đúng rồi. Tại vì khán giả đây cũng đoán đúng mà. Khán giả đây người ta đâu có biết về âm nhạc nhiều, người ta đâu có được học kỹ càng như người ta. Dạ đúng. Còn nếu mà Trâm đoán sai thì ôi. Mà con này được cái hay là cân được luôn giữa nhạc trữ tình bolero và nhạc trẻ luôn. Được hết. Chị hát bài Chỉ Còn Những Mùa Nhớ quá ngọt luôn, thật sự luôn đấy. Bây giờ em đã được giao lưu. Hỏi đi ạ. Hỏi luôn ạ. Em chào chị ạ. Chào em. Tóc chị dài đến đâu ạ? Em thấy mọi người vừa khen tóc chị xong ạ. Chị là tóc tém. Tóc tém ạ? À? Bây giờ tụi em mới khen là cá tính á. Chị có ở trong bên nhạc nào ngày xưa không ạ? Không em ơi. Không bé không, ơi. Không bé dạ, ơi. Dạ. Dạ rồi. Quán quân nhiều cuộc thi. Dạ. Thi đâu? Nhưng mà em... Thi đâu thật đó. Thật thi đâu đậu đó. Bao đậu luôn. Chỉ có thi lấy xe là thi 3 lần mới đậu thôi. Chỉ có thi lấy xe là thi 3 lần mới đậu thôi. Chứ còn... Nói thi kia là thi đâu đậu đó. Chị thi một cuộc thi mà gần đây nhất, chị đậu quán quân là năm bao nhiêu ạ? Chị thi nhiều lắm nên chị không có nhớ. Xong rồi, tôi không nhớ. Chị có chồng con chưa ạ? Phải có chứ. Chị là ca sĩ hay chị là diễn viên là chính ạ? Trời đất ơi, hỏi hát cỡ đó mà hỏi là diễn viên hay ca sĩ. Trâm ơi, chị đã từng là diễn viên. Đó chết thì rồi thôi. Vì là đúng rồi, rất là pro. Nhưng mà đấy, vì là anh Trường Giang có quá nhiều thông tin cho em nên là em bị loạn á. Hãy bây giờ em cứ thử nói một cái tên. Yeah. Vì là em sợ là nếu mà em có hỏi em sẽ bị loạn thêm á. Rồi, đây chính là chị Triệu Hồng Ngọc. Triệu Hồng Ngọc. Triệu Hồng Ngọc. Wow. Sao hoang mang vậy? Đây là Triệu Hồng Ngọc thì bài hit cái là thương nên mến thương dâm thứ cho trao nhau. Không sai rồi chị, sai rồi. Sai rồi. Sai. Sai rồi. Bây giờ nè, mời chương trình mở cái mi của nhân vật bí ẩn, không dùng effect nữa ha. Hát một câu, bài nào không phải là bài của mình, nhạc không phải là nhạc của mình luôn. Chứ hát nhạc của mình thì gì đó. Cái này là ưu ái lắm luôn rồi. Ví dụ như là Giấu Tình Sầu hay là Giọt Lệ Đầy Trang hay là như nào đó ha. Chiều còn vương nắng để gió đi tìm. Đây là lần đầu tiên trong chương trình này sau hai mùa phát sóng mà Trường Giang để cho để... những bởi vì ẩn hát nguyên một câu mà không dùng effect của Miro lẫn âm nhạc luôn. Nếu như đoán được là câu chuyện nó quá đơn giản. Đúng. Còn nếu không đoán được thì
về đây ngồi với em, xuống đây ngồi với chị Trang luôn. Đã hết giờ, bây giờ hãy cho một cái tên. Thực ra em thì có một cái tên nữa. Khi mà mời cái tên nhắc nữa. Đến trà sữa à? Trân châu đen à? Trân châu đen. Thì em nghĩ đến... chị Diệp Lâm Anh. Âm nhạc. Quen nhau có những chiều mưa rơi ướt vai, có những lần mình hẹn ngày mai, hẹn yêu mãi, hẹn chung lối đi. Sao nghe giọng này lại giống giọng chị Thu Ba? Trời ơi, Thu Ba. Một lần anh chẳng qua nữa, cứ thế xa xa mãi nơi em, để những mùa nhuộm màu thương nhớ xa xôi đã vạn người qua. Còn lại anh còn bao yêu thương, nơi góc phố mang mang xa mờ mà con tim anh dành nơi ai, là bờ vai là màu tóc rơi. Mùa thu sang hàng cây sao xác, lá rơi đây đã qua ngày xanh. Ngược thời gian, ngược về quá khứ, có trái tim đã hóa vụn vỡ. Còn lại anh còn bao yêu thương, nơi góc phố bóng em xa mờ mà con tim. Bảo Trâm đã không thể nào nhận được giọng hát của Giang Hồng Ngọc. Quá tiếc luôn anh ơi, em là người tiếc hơn anh nhiều. Thì em là người chơi mà. Tiếc là vì mình thích bài đó của cô ấy nữa chứ. Dạ. Mà cô ấy lại không biết mình. Trời ơi, nói em còn hay không ngồi gì hát. Đó. Giang Hồng Ngọc là một trong những ca sĩ mà lên cao và xuống thấp nó rất là nhẹ nhàng. Trời. Ai trời ơi vậy? Chị Ngọc của em đó anh. Dạ chị Ngọc tiếc quá luôn á, thiệt á. Nè, cái dữ liệu chương trình đưa ra là có Ngọc Trai là trong cái tên có chữ Ngọc. Đó là chương trình đưa ra ý. Còn ý của em Thi là Ngọc Trai. Cái giọng của Giang Ngọc rất là quý hiếm như viên ngọc trai đen vậy đó. Hát hay hết trời. Không, cũng không có trách Trâm được anh là vì là Trâm ở ngoài kia và em được biết là Trâm cũng một khoảng thời gian không có hoạt động nhiều. Nên là có thể cô ấy không có nghe nhiều và xem những cuộc thi của em. Thôi bây giờ vậy, dạ. Xong ca một đoạn nào đó để coi như là mình chuộc lỗi với quý vị khán giả. Dạ vâng. Một đoạn đó ngắn mà hay. Dạ, dạ vâng ạ, được ạ. Hai giọng này hát là phải hay rồi mọi người ạ. Nhớ mùa thu Hà Nội ạ, dạ. Wow.
Hà Nội mùa thu, cây cơm nguội vàng, cây bàng lá đỏ nằm kề bên nhau. Phố xưa nhà cổ, mái ngói thơm nâu. Hà Nội mùa thu, mùa thu Hà Nội, mùa hoa sữa về thơm từng cơn gió, mùa cơm xanh về thơm bàn tay nhỏ, cơm sữa vỉa hè thơm bước chân qua. Hồ Tây chiều thu, mặt nước vàng lay, bờ xa mời gọi, màn sương thương nhớ, bay sâm cầm nhỏ vỗ cánh mặt trời. Hà Nội mùa thu đi giữa mọi người, lòng như thầm hỏi tôi đang nhớ ai. Nếu có một ngày trời thu Hà Nội trả lời cho tôi, sẽ có một ngày từng con đường nhỏ trả lời cho tôi. Hay quá, quá hay, tuyệt vời. Và thưa quý vị, vì là không đoán được đây là Gia Hồng Ngọc nên vương miện vẫn thuộc về Nhi Nhi. Và Nhi Nhi sẽ là người duy nhất có quyền quyết định ở phần cuối của chương trình Lạ Lắm à nha.